Hóng quá hôm nay kết quả sẽ ra sao, chuột đồng còn khô mỏ lớn nữa hay không, hy vọng thiên hạ Thái Bình, không còn côn đồ mạng trên Youtube nữa, chuột đồng phải hầu tòa hôm nay, 9 giờ sáng, ở phòng 201, ngày 24 tháng 4 2023. Đây là tòa hình sự đấy quý vị ạ. À.